Kính chào anh chị. Sau giai đoạn thị trường bị điều chỉnh trong thời gian vừa qua thì thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp hồi phục đi lên. Tuy nhiên trong cái nhịp hồi phục này thì chúng ta chưa nhận thấy là có dòng tiền lớn tham gia và các phiên hồi phục thì vẫn chỉ hồi phục với một cái thanh khoản nó khá là thấp thì hiện tại thị trường vẫn được coi là hồi phục kỹ thuật. Cho nên là với việc là thị trường chưa có dòng tiền lớn tham gia thì thị trường sẽ có khả năng là thị trường test lại đáy hai bất cứ khi nào và nếu như thị trường có một cái nhịp test 2 thì em sẽ chia sẻ với anh chị về một cái cơ hội để anh chị có thể tham gia đầu tư với một cổ phiếu mà em đánh giá là đây sẽ là thời điểm rất tuyệt vời để cho chúng ta có thể tham gia. Nếu như thị trường của chúng ta có nhịp test 2 đó chính là cổ phiếu Nam Từ Liêm. Thế vậy cổ phiếu Nam Từ Liêm có điều gì mà chúng ta có thể canh tham gia được khi thị trường có nhịp test 2 thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT. Ok, trước khi chúng ta nghĩ về việc mua về một cổ phiếu thì chúng ta phải có những cái tiêu chí lựa chọn để xem là cổ phiếu đó nó có những yếu tố gì để cho chúng ta có thể giải ngân được. Thì với tiêu chí lựa chọn về dòng tiền trong giai đoạn hiện tại thì em sẽ ưu tiên là chúng ta sẽ tham gia vào những cổ phiếu nào mà nó có dòng tiền vào khỏe nhất. Bởi vì là với một cái thị trường ở giai đoạn hiện tại nó khá là 50 50 với những yếu tố vĩ mô cũng như là rất nhiều yếu tố khác tác động tới thị trường chứng khoán của chúng ta cho nên là để lựa chọn vào một cổ phiếu nó có độ an toàn nó không phải là điều dễ dàng cho nên là chúng ta nên lựa chọn vào những cổ phiếu nào mà nó có dòng tiền vào khỏe nhất thì nó sẽ đem lại cái độ an toàn cao nhất cho chúng ta. Thứ hai, đó là trong cái nhịp chỉnh vừa qua thì những cổ phiếu nào mà nó chưa xuất hiện những cái nhịp bán ra của dòng tiền lớn, tức là chưa xuất hiện những cái sự thoát ra của dòng tiền lớn hoặc là những cổ phiếu nào mà nó điều chỉnh ít cũng như là hồi phục nhanh hơn so với thị trường thì đó sẽ là những cổ phiếu khỏe mà chúng ta nên lựa chọn vào và thứ ba là nếu như cổ phiếu tạo ra được những cái mẫu hình tin cậy thì đó sẽ là những cái cổ phiếu mà nó đem lại những cái sự an toàn và nó sẽ dễ dàng tăng giá hơn khi thị trường của chúng ta dừng chân đúng không ạ? Thế vậy thì với cổ phiếu của Nam Tứ Liêm nó có điều gì? Nó có điều gì mà chúng ta lại đáp ứng được những cái tiêu chí mà chúng ta đưa ra? Thì thứ nhất Đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm, em đánh giá đây là một trong những cổ phiếu chính xác là cổ phiếu khỏe nhất nhóm bất động sản. Bởi vì trong xuyên suốt từ khi cổ phiếu này tạo đáy từ tháng 11 năm 2022 tới nay thì xuyên suốt cổ phiếu này là một cái chen tăng đi lên. Đây là một điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Đó. Và đây là cổ phiếu khỏe nhất nhóm bất động sản. Khỏe nhất nhóm bất động sản. Bởi vì là các anh chị thấy được là đây là cổ phiếu nó đã vượt cái đỉnh cũ, vượt đỉnh mọi thời đại. Đó, và cái chen tăng của nó là chen tăng xuyên suốt. Còn thí dụ như là các anh chị có thể thấy ví dụ DIG đúng không ạ? DIG thì cái chen nó 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 không thực sự là quá mạnh mẽ và nó còn cách đỉnh thời đại rất là xa. Hoặc là thí dụ như là uh, Novaland PDR đúng không ạ? Hoặc là um, HDG hay là rất nhiều những cổ phiếu bất động sản khác thì nó chưa về được cái đỉnh cũ và còn cách đỉnh cũ khá là xa do đó thì đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm là cổ phiếu em đánh giá là khỏe nhất nhóm bất động sản cũng như là khỏe so với thị trường bởi vì là thị trường còn chưa về được vùng 1.500 đỉnh cũ đúng không ạ thì cổ phiếu này nó đã vượt cái đỉnh cũ rồi do đó thì đây được coi là một trong những cổ phiếu khỏe hơn và khỏe nhất trong nhóm bất động sản đó thứ hai đó là nhịp chỉnh vừa qua thì nó chưa xuất hiện sự thoát ra của dòng tiền lớn thì nhìn vào đồ thị các anh chị có thể thấy được là trong cái đà tăng rất mạnh từ năm 2022 năm 2023 đến nay thì cổ phiếu nó mới xuất hiện một phiên hai phiên bị bán với thanh khoản lớn ạ à, phiên thứ nhất là vào ngày mùng 9 tháng 4 phiên thứ hai là vào ngày 15 tháng 4 thì với một cái đà tăng dài như thế này sự tích lũy chặt chẽ như vậy thì mới chỉ hai phiên như này chắc chắn là dòng tiền lớn chưa thể nào thoát ra được hết mà cổ phiếu này nếu trong một cái trường hợp mà cổ phiếu có yếu tố phân phối thì nó cũng sẽ cần phải co giật rất nhiều lần. Đúng không ạ? Cho nên cái nhịp này thì em đánh giá nó mới chỉ là một cái nhịp gọi là chốt lời trong ngắn hạn và chốt lời chung gặp áp lực bán chung theo thị trường trong đoạn vừa qua thôi. Đó, tức là chúng ta sẽ xét cả về yếu tố ngắn hạn và cả yếu tố về uh, xấu thì nó chưa có yếu tố nào quá xấu đúng không ạ kể cả trong cái trường hợp mà cổ phiếu có phân phối thì cũng sẽ cần phải co giật rất nhiều lần và hiện tại thì chúng ta chưa thấy những cái nhịp co giật um, giao động với cái biên độ lòng của cổ phiếu đó cho nên là em đánh giá là dòng tiền lớn hiện tại là chưa thoát ra hết và vẫn đang nằm rất lớn ở trong cổ phiếu này đó yếu tố thứ ba đó là tạo mẫu hình tin cậy thì đây là một cái điều mà em rất quan tâm và đánh giá rất cao đối với cổ phiếu của uh, Nam Tứ Liêm tức là nếu như các anh chị nhìn thấy cổ phiếu VGI trong giai đoạn vừa qua thì cổ phiếu này nó đã có một cái đà tăng đây là nhịp đánh đầu tiên đó sau cái nhịp đánh đầu tiên thì cổ phiếu gặp những áp lực bán chung theo em xin lỗi đây là cổ phiếu gặp những áp lực bán đây là những cái áp lực chốt lời nhịp chốt lời thứ nhất và nhịp chốt lời thứ hai và cổ phiếu tạo ra hai cái đáy thậm chí là cái đáy sau nó còn thấp hơn cái đáy trước nhưng sau đấy các anh chị thấy được là cổ phiếu này nó tạo ra được một cái biên độ dao động đó là tạo ra một cái mẫu hình tam giác ở đây đó và cuối mẫu hình tam giác thì cổ phiếu nó đã có một nhịp bật tăng. Đây là một nhịp bật tăng lên tới là hơn 50%. Đó, sau cái nhịp bật tăng này thì cổ phiếu lại còn tiếp tục một lần nữa tạo ra một cái mẫu hình tam giác lần thứ hai. Đã, tạo ra mẫu hình tam giác lần thứ hai và cổ phiếu này lại tiếp tục bật tăng sau đó với một mức hiện tại là khoảng tầm là hơn 25%. Thì đối với Nam Từ Liêm hiện tại là cổ phiếu cũng đang có dấu hiệu sau một cái đà tăng. Đây là cái đà tăng các chị nhé. Đây là cái đà tăng. Thì cổ phiếu bắt đầu xuất hiện tạo ra một cái đáy thứ nhất đó và đang có dấu hiệu tạo ra một cái mô hình tam giác ở đây và chúng ta có thể vẽ theo dạng như này hoặc là vẽ theo cái đỉnh từ trên xuống dưới đây thì đang có dấu hiệu tạo ra một cái mô hình tam giác đó thì trong những phiên tới nếu như thị trường và cổ phiếu có cái nhịp điều chỉnh tạo ra cái đáy thứ hai thì đây sẽ là những thời điểm mà em đánh giá rất cao và đây là cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia các anh chị nhá. Thì đối với Nam Tư Liêm là cổ phiếu mà hiện tại chúng ta sẽ thấy được là nó có rất nhiều yếu tố mà nó ủng hộ cho một cái nhịp tăng mới là cổ phiếu chen tăng khỏe nhất nhóm bất động sản. Chưa xuất hiện sự co giật thoát ra của dòng tiền lớn và thứ ba là đang có dấu hiệu tạo ra mỡ hình giống như cổ phiếu VGI. Đó. Do đó thì trong những phiên tới thì em đánh giá là khi cổ phiếu có nhịp tay 2 sẽ là cơ hội để cho chúng ta có thể tham gia. Và cái vùng mua đối với cổ phiếu của VGI trước tiên là về mặt trung hạn Đúng không ạ? Trước tiên về mặt trung hạn là em đánh giá cái vùng giá 3738, đây sẽ là cái vùng giá mà các chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua gom trung hạn. Bởi vì nó sẽ trùng với cả cái đáy thứ nhất ở đây. Đó, đôi khi thậm chí là cổ phiếu này nó sẽ không về được, về sâu như vậy đâu, bởi vì đây là một cổ phiếu khỏe. Thì chúng ta hãy xem cái quan sát cách mà cổ phiếu điều chỉnh chung theo thị trường. Nếu như mà thị trường của chúng ta có nhịp test đại hai. Các chị nhá. Đó, và trong những phiên vừa qua các chị thấy được là dòng tiền gần như là không có sự thoát ra đang bắt đầu có sự cân bằng với thanh khoản nó khá là thấp rồi đó ok thì trước tiên đó là về mặt trung hạn thì chúng ta sẽ có những mức target là gì là đối với cổ của cổ phiếu nam từ liêm em sẽ có mức target đầu tiên là về lại cái vùng đỉnh cũ vùng một bốn thì chúng ta sẽ có được một mức lợi nhuận khoảng tầm là 18% phần trăm đó và xa hơn nếu như cổ phiếu này nó vượt đỉnh tiếp thì chúng ta sẽ có những cái mức target tiếp theo đó là về vùng giá 49 là lợi nhuận khoảng 30% và target thứ ba đó là vùng giá 56 là với một mức tăng khoảng tầm là 50%. Đó, thì đây chính là những cái mức điểm mua cũng như là mức target trong trung hạn. Còn về mặt ngắn hạn thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi những cái thời điểm mà cổ phiếu này nó có nhịp test đáy 2 xong là chúng ta sẽ chờ cái nhịp mà nó cân bằng lại như thế nào đã thì đấy sẽ là những cái điểm chúng ta sẽ đánh ngắn hạn. Còn về trung hạn thì khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng này thì đây sẽ là những thời điểm em đánh giá rất tuyệt vời để cho các anh chị có thể gom hàng các anh chị nhé đó ngoài ra thì nếu như các anh chị mà chúng ta muốn nhận được những cái điểm mua chi tiết cập nhật ngay trong phiên cũng như là những cái điểm mua về mặt ngắn hạn đánh tê cộng thì các anh chị có thể là chúng ta sẽ tham gia vào hệ thống room vip của tùng lê ezt thì cách thức tham gia là chúng ta có thể là mở tài khoản giao dịch tại vbet và gắn id 3246 của em bằng cách các anh chị có thể là chúng ta quét mã qr trên màn hình hoặc là các anh chị có thể nhắn tin cho em qua số zalo tại màn hình các chị đang xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia hoàn toàn là miễn phí các anh chị nhé dạ vâng thì em cũng xin được kết thúc video tại đây thì em xin kính chào quý anh chị nhiều tư nhé